thầy và cô giáo cũ ngồi xe lăn tới viếng người học trò cũ. Mặc dù tay đã nặng, chân đã yếu, trí tuệ không còn minh mẫn, nhưng cô Đặng Thị Phúc, 92 tuổi, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vẫn tới nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội để viếng người học trò cũ ngày ấy. Tại nhà tang lễ, cô Đặng Thị Phúc nghẹn ngào trước sự ra đi của người học trò nhỏ năm xưa. Và sáng nay, ngày 26 tháng 7, tại quê nhà của Tổng Bí thư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh, sinh năm 1935, thầy giáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến viếng học trò tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Được biết, ông đã bay từ Đức về Việt Nam ngay sau khi hay tin người học trò cũ của mình tại trường Nguyễn Gia Thiều từ trần.